Người nghĩ Long Vương chỉ còn 30 lượng máu. Sau đó sử dụng máy gậy cộng với máy gậy để tổng hợp thiệt hại. Cây gậy bay nhỏ 40 có thể đánh bại Long Vương không? Phải không? Tất nhiên là không, bởi vì khi bạn đánh gậy bay nhỏ rất khó. Đúng là đánh mất lượng máu của Long Vương, nhưng không ngờ thời hạn 3 năm đến, Long Vương không chỉ sống lại đầy máu mà còn kích hoạt trạng thái bất khả chiến bại. Lúc này bất kể là thẻ gì sẽ không gây hại cho Long Vương. Ngược lại là một chiêu lớn của Long Vương, trực tiếp cho bạn ra đi. Kết thúc rồi, bé Goku. Đánh anh. Làm thế nào để đánh bại Đông Hải Long Vương? Đây là vật lạ quý giá của tôi. Kho báu Trấn Hải phải thêm tiền. Vậy tôi sẽ cho bạn một mức giá mà bạn không thể từ chối. Này này, trước tiên hãy xem Goku có thể gì. Của nhân sâm cộng với tính chất bùng nổ tổng hợp cũng không thể chiến đấu. Hiệu quả là lượng máu gây sát thương 45. Đừng gọi ra, phía sau hữu ích, đánh ra một tấm thần thông đạo thuật để làm mới một chút. Được rồi. Nhìn tôi này. Vâng, thời điểm quan trọng đã đến. Máy gậy cộng với máy gậy tổng hợp gậy bay nhỏ. Sau đó lại cùng nam nhân muốn chiến đấu tổng hợp lại đánh trở về. Hiệu quả là gây thiệt hại 999. Một chiêu là có thể mang Long Vương đi và vẫn chưa thể hồi sinh.